chào ban giám khảo. Em xin chào quý vị khán giả đang ở đây. Em là Thanh Chi, thành viên của nhóm B36. They mong chờ well. Welcome to my fun world. Well. Welcome to my fun world. Well. Welcome to my fun world. Nhạc của ta là thứ mọi người đang mong. Yeah. Anh rất ấn tượng về cách chọn beat của em, cách đi flow của em rất hợp với cái beat đó. Em biết những lúc cần khuấy động khán giả và em làm rất tốt cái phần thể hiện của mình, anh ghi nhận điều đấy. Mình là Kenji đến từ nhóm B36 và mình sẽ hôm nay mình gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong vòng 1 của King of Rap. Và trong vòng 1 thì mình đã đưa tới mọi người là cái thế giới của mình, Welcome to my fun world. Thì trong vòng 2 tiếp theo này thì mình sẽ mang đến cho mọi người một nhân vật mà rất là quen thuộc của mọi người, mà sẽ biến cái nhân vật này làm sao mà cho mọi người cảm thấy nguyên văn của mọi người đang học nó không có chán. Thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình trong vòng 2 này và những chặng đường tiếp theo của King of Rap nha.